Cô và chúng mình đã cùng nhau thực hiện xong bài tập phát triển chung rồi. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con vận động chính, đó là vận động bò chui qua dây. Để thực hiện được vận động này, các con hãy quan sát nhìn lên cô làm mẫu nào. Chuẩn bị. Bò. Cô vừa thực hiện xong rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn lại các con nhé. Tư thế chuẩn bị. Hai tay của cô đặt trước vạch xuất phát. Khi có hiệu lệnh bò, mắt cô nhìn thẳng, cô bò tay ngọ trên kia. Khi đến dây, cô cúi người thấp xuống để chui qua dây. Và cô bò tiếp cho đến cuối vạch đích. Cô đứng dậy và đi về cuối hàng. Vậy là cô đã thực hiện rất là tốt vận động này rồi. Bây giờ các con quan sát lại nhìn cô thực hiện lại nữa nhé. Chúng mình nhớ khi chúng mình bò thì chúng mình không được chạm vào dây nhé. Chuẩn bị. Bò. Vậy là cô và các con đã cùng nhau thực hiện xong vận động bò chui qua dây rồi. Và cô chúc các con ở nhà thực hiện tốt được vận động bò chui qua dây. Buổi học của chúng mình đến đây đã kết thúc rồi. Cô xin chào tạm biệt tất cả các con.